Xin chào tất cả các bạn. Trong bài hướng dẫn ngày hôm nay, mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn cách móc các mũi kép chung chân. Các mũi kép chung chân thì trong chất hình được ký hiệu như thế này. Đây là ký hiệu của hai mũi kép chung chân. Các bạn có thể thấy rằng là hai mũi kép chung chân như thế này. Ngoài ra thì còn có thể là ba mũi kép chung chân như thế này. Và tùy theo yêu cầu của chat, các bạn nhìn hình xem là có bao nhiêu mũi kép, bao nhiêu mũi chung chân thì các bạn móc bấy nhiêu mũi. Và cách móc các mũi kép chung chân như thế này là một kỹ thuật tăng mũi trong móc len. Chúng ta sẽ tiến hành các bước thực hiện như sau. Đầu tiên, mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn trước về cách móc hai mũi kép chung chân. Hai mũi kép chung chân thì về hiểm cách cơ bản rằng các bạn có thể hiểu rằng chúng ta sẽ móc hai mũi kép trên cùng một chân mũi. Và như các bạn đã biết thì cách móc mũi kép của chúng ta như sau. Các bạn cuốn một vòng len, đưa kim qua chân mũi, lấy len lên. Đưa kim qua hai mũi đầu tiên, tiếp tục cuốn len và đưa kim qua hai mũi còn lại. Như vậy là chúng ta đã thực hiện được một mũi kép. Và hai mũi kép chung chân nghĩa là tại cùng một chân mũi mà chúng ta vừa thực hiện mũi kép vừa rồi, các bạn móc thêm một mũi kép nữa. Tức là các bạn lấy len tại chân mũi mà chúng ta vừa thực hiện mũi kép trước đó, các bạn đưa kim qua chân mũi đó. Lấy len lên. Cuốn len, đưa qua hai mũi đầu tiên, tiếp tục cuốn len, đưa qua hai mũi còn lại. Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong hai mũi kép chung chân. Thế này. Mình sẽ thực hiện lại một lần nữa. Các bạn đưa kim qua chân mũi, lấy len lên, thực hiện một mũi kép. Tiếp tục cuốn len, đưa qua chân mũi và thực hiện mũi kép trước đó, lấy len lên và thực hiện mũi kép thứ hai. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong hai mũi kép chung đầu một lần nữa. Và đối với nhiều mũi kép chung đầu hơn, ví dụ như ba mũi như thế này, thì các bạn cũng thực hiện hoàn toàn tương tự. Tức là tại cùng một chân mũi, chúng ta sẽ móc ba mũi kép. Hai mũi. Và ba mũi. Các bạn sẽ được 3 mũi chung chân trên cùng một chân mũi như thế này. Và như vậy là các bạn đã vừa hoàn thành xong bài học về cách móc các mũi kép chung chân. Chúc các bạn thành công.